Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 500 cái token Metan tương đương với 30 đô la. Và để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo sẽ bấm chọn Start để bắt đầu. Rồi sau đó chọn Join Airdrop và Join vào Telegram. Ok, quay trở lại, Join tiếp vào Channel. Rồi quay trở lại, sau đó là follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi này. Rồi đây mọi người chọn like và retweet này. Ok, quay trở lại. Bấm chọn retweet này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập hình ảnh captcha nhé. Tiếp tục là mọi người sẽ nhập email. Ok, sau đó nhập địa chỉ ví này. Rồi ở đây mọi người sẽ nhập profiling Twitter. Rồi sau đó thì mọi người sẽ nhập cái đường link retweet thì mọi người sẽ quay trở lại Twitter cho mình. Bấm vào ảnh đại diện, chọn hồ sơ. Rồi sau đó chọn tweet và trả lời. Sẽ tìm đến cái bài đăng retweet nhé. Đây, ngay bài đầu tiên, mọi người sẽ chọn chia sẻ và sao chép này. Quay trở lại. Rồi, ok. Ở đây mọi người sẽ chọn main menu này. Và có thể kiểm tra số dư luôn. Ok. Như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.